Xin chào các bạn, hôm nay tư vấn xây dựng sẽ hướng dẫn các bạn cách để thi công chất kết nối cho bê tông cũ với bê tông mới là Sika Duo 732. Thì hiện tượng tách lớp giữa bê tông cũ và bê tông mới thường xảy ra trong quá trình đổ bê tông. Như các bạn đã thấy là ở các cái công trình lớn thì có diện tích rất là rộng, không thể nào mà chúng ta đổ hết một lần được mà phải chia ra rất là nhiều lần đổ bê tông. Hay có rất nhiều công trình hiện nay thì đang trong quá trình sửa chữa cũng như là cơ nới thì cũng cần đổ thêm, đổ bù bê tông rất là nhiều cái vị trí khác nhau. Nếu không được khắc phục kịp thời về lâu dài sẽ dẫn đến xuất hiện các cái vết nứt cũng như là sự tách lớp, rò rỉ nước cũng như là sự thấm rột và nhiều cái sự cố khác tại những cái vị trí phần tiếp giáp này. Nếu không được thi công tốt thì sẽ gây ảnh hưởng cũng như là tổn hại đến công trình rất là nhiều. Vì vậy cách tốt nhất để đảm bảo chất lượng cho cái vị trí tiếp giáp của lớp bê tông cũ và lớp bê tông mới khi mà chúng ta đổ bê tông thì cần phải xử lý làm sao cho đảm bảo nhất để tránh ảnh hưởng bởi nhiều cái sự cố sau này. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái chất kết nối Sika Duo 732, một cái vật liệu của Sika thì đang được sử dụng rất là nhiều trên các cái công trình xây dựng hiện nay. Thì cái vật liệu Sika Duo 732 là cái chất kết nối gốc nhựa epoxy chọn lọc hai thành phần không dung môi, và sau khi mà thi công lên cái bề mặt bê tông cũ, cái sản phẩm này sẽ tạo ra cái sự kết dính tuyệt hảo lên cái lớp bê tông mới. Và cái sản phẩm này thì là chất kết nối vĩnh viễn cho vữa hoặc là bê tông mới trộn với bê tông đã đông cứng, gạch, gạch men, thép hoặc là các cái vật liệu xây dựng khác. Nó rất phù hợp và nó mang lại được cái hiệu quả tốt. Nếu mà nhà các bạn đang cơ nới sửa chữa bổ sung các vị trí dầm cột sàn, các cái vị trí khác thì trước khi mà chúng ta đổ thêm cái lớp bê tông mới thì nên sử dụng phẩm này để đảm bảo liên kết tốt giữa hai lớp bê tông với nhau, tránh tình trạng bị nứt hay là bị tách lớp giữa hai lớp bê tông này. Sản phẩm này thì rất dễ thi công, không bị tác động bởi độ ẩm và nó có hiệu quả cao ngay cả trên cái bề mặt mà đang bị ẩm, và nó có thể thi công được ở cái nhiệt độ rất là thấp, cường độ kéo thì rất là cao. Vậy để thi công làm sao cho đảm bảo thì sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để thi công Sika Duo 732 đơn giản và đúng quy trình. Thì trước tiên thì để đảm bảo thì các bạn nên phải chuẩn bị mặt bằng thi công làm sao cho nó tốt nhất. Đây hiện tại thì chúng tôi đang thi công trực tiếp tại công trường và tôi sẽ làm một video tôi hướng dẫn chi tiết luôn. Và tất cả các bề mặt bê tông thì phải được làm sạch, không được đọng nước và không dính các tạp chất dễ bong chóc, bụi xi măng thì phải được loại bỏ bằng các phương tiện cơ học như là chúng ta có thể sử dụng chổi này, máy thổi hoặc là các máy móc như là máy xịt nước áp lực cao để chúng ta có thể thi công được. Về cái quá trình mà chúng ta hòa trộn cái sản phẩm Sika Duo 732 thì các bạn trộn làm sao nó phải đúng theo tỷ lệ mà nhà sản xuất đã ghi trên bao bì, theo tỷ lệ 2:1. Và khi mà chúng ta trộn thì các bạn lưu ý là trong quá trình chúng ta trộn thì để đảm bảo thì các bạn có thể sử dụng cái máy khuấy tốc độ thấp để chúng ta có thể trộn hai thành phần này với nhau, nó ra được cái tỷ lệ đều nhất. Còn ngoài ra nếu mà chúng ta không có máy trộn thì chúng ta có thể sử dụng trộn tay, nhưng mà quá trình chúng ta trộn thì nó rất là lâu đó, thì nó mới ra được cái tỷ lệ đều nhất. Và khi mà chúng ta trộn thì nó ra được cái hỗn hợp sệt và có màu xám đều, thì lúc đó thì hai thành phần nó được trộn đều với nhau. Và sau khi mà chúng ta đã bắt đầu quá trình mà chúng ta đã trộn được cái hai thành phần và vệ sinh được cái mặt bằng tốt nhất rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình thi công. Và để thi công được cái sản phẩm này thì các bạn có thể sử dụng chổi, thì thường chúng ta sẽ sử dụng cái chổi sơn hoặc là con lăn để chúng ta có thể thi công trực tiếp lên cái bề mặt mà chúng ta vệ sinh, như bề mặt chúng ta cần thi công. Và các bạn có thể thấy trực tiếp đây, ở đây thì chúng tôi sẽ quét trực tiếp vào cái toàn bộ cái bề mặt dầm chảy xung quanh, và phụ thuộc vào cái độ dày bê tông mà chúng ta cần đổ hoặc là những cái vị trí mà chúng ta thi công với kích thước thích hợp để chúng ta quét với độ cao làm sao nó phù hợp với cái vị trí mà chúng ta thi công. Và chúng ta quét làm sao chúng ta nhớ là chúng ta phải quét phủ đều vào cái bề mặt mà chúng ta cần thi công liên kết. Đối với những cái bề mặt ẩm, các bạn phải đảm bảo là cái bề mặt phải được phủ kín đều, phải đổ bê tông trong thời gian chỉ định khi vật liệu vẫn còn dính đó. Có nghĩa là khi mà chúng ta vừa quét xong thì chúng ta có thể đổ bê tông luôn được. Và cái sản phẩm Sika Duo 732 này nó tạo một cái lớp kết nối, cường độ kéo của nó thì cao hơn so với cường độ của cái bê tông rất là nhiều. Đấy, do đó là thích hợp để dùng ở những nơi mà cần kết nối bê tông mới với bê tông cũ hiện hữu. Thì ở đây là cái video thực tế thi công chất kết nối Sika Duo 732 để thi công cho những cái vị trí sàn bê tông đang được đổ thêm. Và rất mong rằng cái video này thì sẽ hướng dẫn cho các bạn thi công Sika Duo 732 đảm bảo cho cái quá trình cũng như là nó mang lại chất lượng tốt nhất và giúp cho các bạn dễ hình dung cũng như là giúp các bạn có thể thi công được cái sản phẩm này tốt hơn. Và mọi ý kiến đóng góp hay là có thắc mắc về cái quá trình thi công chất kết nối Sika Duo 732 thì vui lòng để lại bình luận ở dưới video. Và các bạn có thể qua trực tiếp với Sika Hà Nội số 156 ở Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội để có thể mua được cái sản Sika Duo 732 cũng như để được tư vấn về cái sản phẩm này một cách dễ hiểu nhất. Hoặc là các bạn có thể gọi điện qua số điện thoại là 0917555629 để được hỗ trợ chi tiết nhất và hiệu quả nhất. Và các bạn có thể truy cập website là www.sikahanoi.com để biết thêm về cái sản phẩm này.